Linh, Linh đâu rồi? Linh, em đây, có chuyện gì vậy anh? Đâu hết rồi. Em không ngờ cô lại có loại người như vậy. Vàng á, ba mẹ cho, cô không tha nữa. Cô có còn là con người nữa không? Hèn chi, bấy lâu nay á, tôi thấy cô á, nó ngờ ngợ á, giả tạo cái gì đâu không á. Mẹ, con không. Con cái gì nữa? Chuyện rõ như ban ngày vậy đó. Mà con cái gì? Đi, cô đi khỏi nhà tôi ngay. Cái nhà này không chứa lũ con dâu trộm cắp như cô. Alo. Hả? Con dâu tôi. Đây, cho tôi trả nợ cho em chồng của tôi.